Một bạn có hỏi, em được biết hoa đu đủ đực là một loại thảo dược rất là hiếm và có giá trị. Em mới nghe nói cách dùng hoa đu đủ để sắc nước uống làm thuốc ngăn ngừa ung thư. Gần đây em có nghe nhiều người nói là dùng hoa đu đủ đực có thể ngâm rượu được. Xin hỏi là hoa đu đủ đực ngâm rượu thì có được hay không? Nếu ngâm được thì ngâm rượu hoa đu đủ đực thì sẽ có tác dụng gì? Chào bạn, hoa đu đủ đực là một vị thuốc quý. Tác dụng nổi bật của hoa đu đủ đực là hỗ trợ và điều trị ung thư, điều trị ho, hãn tiếng. Cách dùng phổ biến của hoa đu đủ đực đó chính là sắc nước uống hoặc là ngâm với mật ong. Ngoài hai cách trên thì bạn cũng có thể dùng hoa đu đủ đực để ngâm rượu. Rượu hoa đu đủ đực có tác dụng là giảm ho, giảm đau nhức xương khớp, tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa. Tỷ lệ ngâm là 1 kg hoa đu đủ đực khô thì bạn ngâm với 5 lít rượu. Cần sao vàng hạ thổ hoa đu đủ đực trước khi ngâm và thời gian ngâm là khoảng 1 tháng trở lên thì có thể sử dụng được. Có thể ngâm thêm 200ml mật ong thì rượu sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Loại rượu dùng để ngâm hoa đu đủ đực là loại rượu gạo men chuẩn. Không nên dùng loại rượu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Những loại rượu dởm thì sẽ làm phá hỏng bình rượu hoa đu đủ đực của bạn. Để liên hệ mua hoa đu đủ đực khô thì bạn có thể gọi đến số hotline của công ty Thảo Dược Đức Thịnh hoặc liên hệ các chi nhánh của Thảo Dược Đức Thịnh trên toàn quốc.